Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, trong 4 ngày nghỉ dịp lễ 2 tháng 9 vừa qua, tổng số khách tham quan du lịch trên địa bàn ước đạt khoảng 200.000 lượt, tăng 15% so với dịp lễ 2 tháng 9 năm 2019. Các khu điểm du lịch thu hút đông khách tham quan vui chơi: Phi Yến, Ông Đề, Mỹ Khánh, Căn Nhà Màu Tím, Cồn Sơn, Chợ Nổi Cái Răng, Tam Giác Mạch Farm, Chợ Đêm Ninh Kiều, Đền thờ Vua Hùng, Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, Nhà cổ Bình Thủy. Các cơ sở lưu trú ước phục vụ 71.000 lượt khách, tăng 20%. Doanh thu dịch vụ ước đạt 199 tỷ đồng, tăng 23% so với dịp lễ 2 tháng 9 năm 2019. Công suất phòng bình quân các cơ sở lưu trú đạt khoảng 90%.